Hello các bạn, mình sẽ giới thiệu các bạn về cách để xóa chèn hoặc là cắt một chương trình, một câu lệnh trong một chương trình. Đó. Cách thông thường đơn giản á, thì chúng ta muốn di chuyển hoặc xóa một câu lệnh. Khi xóa một câu lệnh này á, thì chúng ta sẽ di chuyển đến vị trí câu lệnh đó và chúng ta sẽ chọn delete là xóa này, insert là chèn này, modify là thay thế đó. Thì chúng ta sẽ di chuyển tới vị trí đó để chúng ta thay thế xóa từng điểm. Rồi giờ mình muốn hướng dẫn cho các bạn biết cách mà để mình xóa một lần 4-5 dòng lệnh hoặc là nhiều dòng lệnh. Thì mình sẽ dùng cách này để sẽ nó tiện hơn, không thế mà mình làm từng cách một bước một được thì nó sẽ rất mất thời gian đó. Cái thứ nhất, để mình chọn được nhiều câu lệnh á, thì mình sẽ nhấn giữ phím shift select đó. Shift select đó, khi đó bên 001 thì nó sẽ hiện màu xanh đó. Mình sẽ di chuyển, rồi di chuyển xuống, mình muốn xóa bao nhiêu dòng lệnh thì mình sẽ chọn tới bao nhiêu đó. Mình sẽ chọn tới dòng lệnh số 4. Rồi sau đó tiếp tục mình sẽ chọn vào edit, giờ mình muốn copy nó, rồi chọn copy. Rồi đã copy xong rồi, giờ mình di chuyển xuống này đó, mình di chuyển xuống cuối dòng lệnh. Rồi mình sẽ tiếp tục bát nó ra, edit bát đó, bát ok đó. Đây là các dòng lệnh đã bát xong đó. Đầu chúng ta chỉ có 6 dòng lệnh đó, giờ lên 10 dòng lệnh. Rồi ok, tiếp theo mình sẽ cắt nó đó, 4 dòng lệnh mình mới bát thì mình sẽ cắt. Mình vẫn tiếp tục chọn shift select, rồi chọn tới dòng lệnh cuối cùng, rồi chọn vào edit, chọn vào cut, cut là sẽ cắt đi đó. Đó, nó bảo là xóa này, yes, rồi là xóa đó. Đó là cách xóa nhiều dòng lệnh. Rồi chúng ta, nếu chúng ta muốn đối ngược dòng lệnh lại đó, ví dụ như thứ tự từ từ Muji tốc độ 10 đấy, chúng ta tới dòng lệnh số 6 này, tới số tốc độ là 15 này, rồi chúng ta chọn edit, chọn copy. Rồi chúng ta copy được 4 dòng lệnh này, chúng ta muốn cho nó chạy ngược lại á, thì chúng ta sẽ bát ngược lại này, chúng ta phải chọn edit, rồi chọn vào river bass, là cái dòng lệnh đầu tiên là sẽ là xuống dòng lệnh cuối cùng và cuối cùng sẽ lên đầu tiên. Motion, rồi ok, lên rồi edit river bass, yes đó. Khi tốc độ chúng ta nãy lúc đầu là chúng ta vẫn tốc độ của ta là 10, chứ cuối cùng là 15. Đó, giờ là 10 nó sẽ xuống. Đó, mình có từ nãy từ 003 xuống 006. Giờ nó sẽ ngược lại. Đó, ok. Đó là mình đã hướng dẫn hết các cách trong chèn xóa với hay. Rồi mình sẽ giới thiệu thêm vào phần edit đó. Top line là chúng ta đưa dòng lệnh đến đầu chương trình đó, đầu chương trình. Rồi end line là dòng lệnh xuống cuối chương trình. Rồi tiếp theo search là tìm vị trí, copy là copy từng câu lệnh, put là cắt, bat river là bat ngược của bat ngược dòng lệnh của mình lại. Rồi change speed là tốc độ, mình muốn thay đổi tốc độ toàn câu lệnh đó, 25. Enter, đó, tốc độ chúng ta sẽ đi 25 hết. Đó, ok, cảm ơn các bạn.